Đây, ở nhà vui lắm nè. Nó ăn, nó mở hộp thức ăn cá nó ăn luôn rồi. Bây giờ bà coi nghe. Ở trong kia nghe gì á á á. Đi ra coi nè. Thức ăn cá giải tung tóe nè. Đi ra thấy cái miệng nó ngoảm 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 ngoảm. Nó ăn thức ăn cá luôn rồi. Trời ơi. Mày vậy mà coi nghe chưa? Con trai của ba mày. Tao thì nó học thức ăn cá luôn. Con nãy con rất học cái thức ăn cá trong đây luôn. Dạ là cái miệng nó mỏng mà con vàng nó ăn thức ăn cá luôn rồi. Cái hộp đâu rồi? Đó đó, nó ngồi nó bóc năng nữa nè. Cái hộp đâu rồi con? Cái hộp của thức ăn cá đâu rồi? Con giục ở đâu rồi? Trời ơi, bữa nay sao nó biết mở được cái hộp thức ăn cá vậy trời? Bó hen luôn rồi. Bây giờ bà coi con trai ba nghe chưa? Bây giờ bà dọn đi cái nè. Cái nhà cửa này bây giờ bà dọn đi. Đó. Thức ăn cá nó từ lưa hết răng rồi đó. Trời ơi con ơi. Mẹ cá cơm thì con không ăn. Con ăn đồ ăn của con cá làm chi? Để cho cá nó ăn đi con. Thôi được rồi. Trời ơi mẹ dọn mẹ đuối luôn á. Thì hộp thức ăn cá đâu rồi? Ẻ ẻ thì không biết giục ở đâu rồi nữa. Nãy giờ ăn hết bao nhiêu rồi hả? Nãy giờ cục vàng mày ăn hết bao nhiêu rồi? Con ăn rồi lấy chi cá nó ăn. Đồ ăn con không ăn, con ăn của cá vậy lấy chi cá nó ăn con. Kiếm cái hộp cho mẹ coi, cái hộp thức ăn cá đâu rồi, lụm mở vô. Dành đồ ăn của cá luôn trời. Ghê thật chứ, vàng mẹ quá dữ rồi. Nhà cửa tung tóe, ở đây cái núi ở đây nữa nè. Cái núi ở đây nữa nè, vàng, con dọn cho mẹ đi. Con hốt vô cho mẹ đi, nhanh lên. Đó. Vậy đó chị, cái hộp đâu không thấy luôn. Chịu nổi không? Kéo bà về bà dọn đi, mày dọn hết nổi rồi. Chàng điện ba về dọn đi nha. Thì cái hộp của con cá đâu, con giục ở đâu rồi? Nãy giờ không biết ăn bao nhiêu rồi nữa. Sao nay biết mở cái hộp mà lấy ra vậy? Sao mà đổ tà lưa vậy hả? Trời ơi, cái nắp đây. Đây.
cái nắp đây, cái nắp cái hộp của thức ăn là gì, cái hộp của nó đâu, kiếm cho mẹ coi con. Nãy giờ cục vàng ăn hết bao nhiêu rồi hả? À, ăn hết bao nhiêu viên thức ăn của con cá rồi? Lụm vô đi, hốc lụm vô cho mẹ coi. Quải chưa? Ở nhà vui lắm này. Cái hộp con mở ra đi đâu mất tiêu rồi, con lụm cho mẹ coi. Vàng, vàng có dán trong đây không? Vậy sao? Lụm vô cho mẹ đi chứ. Dọn vô con. Hốt vô cho gọn gàng cái nào. Nhanh lên ăn đi ngủ. Không phải vô tay nữa. Làm sao? Dọn lại cho mẹ coi. Lấy cái máy hút bụi ra hút vô nhanh lên. Đi lại cái máy hút bụi hút cho mẹ nhanh lên. Cục gan. Con chịu nổi không hả? Chịu nổi không? Đùa đùa nữa. Ngồi khoan, cái này quét vô chứ lấy hóa hút bụi hút rồi lấy gì cá nha con. Kiếm cái hộp cho mẹ coi, cái hộp con dục ở đâu rồi? Hả? Dành dấu yêu. Đó mà chà chà đùa đùa. Thấy ghê chưa? Hả? Cơm của mình không ăn đâu, mình đi lấy đồ ăn của cá mình ăn. Mình ăn thức ăn của cá luôn. Trời ơi ghê quá. Đi ra cái miệng ngoảm 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 ăn còn dính ở dưới áo luôn nghe. Con hóp vô cho mẹ coi nhanh lên. Hóp vô cho mẹ. Ngồi xuống hóp vô. Đùa 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 vô. Lại đùa 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 vô. Lại đùa thức ăn vô coi. Đùa vô. Đùa vô. Đùa vô hút lại cho có ăn. Chứ mình lấy máy hút bụi mình hút rồi cá đi mình nấu nó chết queo hết. Nhanh lên. Rồi đùa vô cho mẹ. Đùa vô nhanh lên. Đùa vô. Đùa vô cho mẹ nè. Nhanh lên con. Đùa vô đi. Đùa vô. Ừ đùa vô. Đùa vô chứ không phải đùa ra. Đùa vô. Đùa vô cho mẹ đi. Nhanh lên. Về xử ba mới được. Ba để thức ăn mà để cho cục vàng mẹ mở ra vậy nè.
đồ vô, đồ vô coi, đồ vô, 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 chúng ta đồ ra, đồ vô, đồ vô, đồ vô đang mình hớt lại, đồ vô đang mình hớt lại, đồ vô, đồ vô đang mình hớt lại, quậy nha, đồ vô đang hớt lại con ơi. Đùa với cái mẹ, đùa vô đang hút lại nè, nhanh lên. Đùa vô, đùa vô, đùa vô, đùa vô, đùa vô, lấy cái tay đùa vô. Đùa vô, đùa vô, đùa vô, đùa vô vậy nè. Đó, đùa vô con. Rồi để mẹ hầu hút, chứ không biết tới mời luôn.